phòng 700m2 trên đất quốc phòng cháy dữ dội. Nhà kho 700m2 trên đất quốc phòng ở xã An Hồng, huyện An Dương cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã huy động robot và nhiều xe cứu hỏa đến để dập lửa. Đám cháy bùng phát khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 2, lửa lan nhanh dữ dội, rực sáng cả một vùng trời. Xuất hiện những cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, kèm theo cả nhiều tiếng nổ lớn. Công an thành phố Hải Phòng đã điều động 15 xe cứu hỏa, robot chữa cháy TAF-35 cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực cháy có nhiều kho chứa hàng nghìn mét vuông, thuộc quản lý của Ban Chỉ huy Quân sự Hồng Bàng. Kho cháy rộng 700m2, kết cấu khung thép, mái tôn, chứa nhiều đồ nhựa và vật dụng dễ cháy khác. Toàn bộ căn nhà kho đổ sập, lính cứu hỏa phải huy động 3 máy xúc để dọn đường cho robot chữa cháy tiến sâu vào bên trong dập lửa. Robot TAF-35 do công ty Đức chế tạo, tầm phun 80m, được vận hành từ xa bán kính 300m để đảm bảo an toàn cho lực lượng chữa cháy. Phương tiện này mới được trang bị cho Công an Hải Phòng năm ngoái. Robot chỉ sử dụng cho những vụ cháy phức tạp, khó tiếp cận hiện trường. Đến 23h30, đám cháy được dập tắt. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch huyện An Dương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy vẫn đang được điều tra.